Hyun Bin đi công tác nhưng lòng bồn chồn, tức tốc là một việc trấn an bà xã Son Ye Jin. Vợ chồng Hyun Bin đang là cặp sao nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhất là sau khi cả hai chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Vì sợ bà xã Son Ye Jin ở nhà một mình buồn, nên chỉ sau 4 ngày đi công tác, Hyun Bin đã tức tốc trở về để chăm sóc vợ. Chiều 28 tháng 7 mới đây, Hyun Bin đã được bắt gặp có mặt tại sân bay quốc tế Incheon trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác ngắn ngày ở Milan, Ý. Thậm chí, lần trở về này của Hyun Bin còn được cho là khá vội vàng khi rất ít tờ báo và kênh truyền hình biết được để ra chụp hình. Những bức hình được đăng tải hầu như toàn từ người hâm mộ hoặc team qua đường may mắn chụp được. Khi xuống máy bay, dù khá mệt nhưng ông xã Son Ye Jin vẫn rất niềm nở, tươi cười chào hỏi mọi người. Trong lần xuất hiện này, Hyun Bin diện bộ đồ cực thoải mái với áo phông trắng kết hợp với quần dài thể thao màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đồng màu. Nhiều người còn đùa rằng có lẽ do muốn nhanh chóng trở về với bà xã đang mang bầu ở nhà mà Hyun Bin đã kết thúc chuyến công tác sớm. Sau khi về chung một nhà, mọi nhất cử nhất động của Hyun Bin và Son Ye Jin đều được công chúng hết mực quan tâm. Đặc biệt sau thông báo mang thai con đầu lòng của Son Ye Jin, công chúng lại càng chú ý đến cuộc sống hôn nhân của hai ngôi sao hàng đầu xứ Hàn. Son Ye Jin cũng từng chia sẻ, hôm nay tôi muốn thông báo một cách cẩn trọng tin vui này đến mọi người. Một sinh mệnh mới đã đến với chúng tôi. Thật sự rất biết ơn các bạn, nhưng vì thận trọng nên cho đến giờ vẫn chưa thể nói với những người xung quanh. Chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt sinh mệnh quý giá này, chúc mọi người luôn khỏe mạnh và cũng sẽ bảo vệ những điều quý giá trong cuộc sống mỗi người. Sau khi thông báo mang thai, Son Ye Jin thường xuyên cập nhật cuộc sống của mẹ bầu trên mạng xã hội. Cô còn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon cho hai vợ chồng và cả em bé chưa chào đời. Về phía nam tài tử, Hyun Bin thể hiện sự cưng chiều bà xã của mình, luôn có mặt trong cuộc sống cũng như công việc liên quan đến Son Ye Jin. Con đầu lòng còn chưa sinh nhưng đã được Hyun Bin chăm sóc từ chân tơ kẻ tóc. Theo đó, truyền thông gần đây bất ngờ đưa tin, vợ chồng Hyun Bin đã tậu một chiếc xe hơi có khoang đựng đồ rộng để đựng vật dụng cho gia đình trong những chuyến đi dã ngoại, đặc biệt trong khi có đủ không gian để đặt ghế cho em bé. Điều này khiến dân tình không khỏi ghen tị về sự chăm sóc của vợ chồng Hyun Bin Son Ye Jin dành cho con nhỏ. Trước đó không lâu, các chuyên gia nhận định con của Hyun Bin Son Ye Jin đã giúp các sản phẩm về chăm sóc con nhỏ bà bầu đạt mức tiêu thụ cao. Nhiều chuyên gia cho biết, thời điểm con của cặp sao được sinh ra đời, thì lượng tiêu thụ các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh chắc chắn sẽ còn khủng hơn nữa. Nếu như người hâm mộ biết được Hyun Bin Son Ye Jin chăm con bằng những thứ gì, thậm chí có thể con đầu lòng của cặp đôi đã có thu nhập ngay cả khi chưa chào đời. Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên lần đầu khi cùng hợp tác trong phim Cuộc đàm phán sinh tử 2018 và chính thức tìm hiểu nhau khi tái hợp lần 2 với Hạ cánh nơi anh 2019. Sau hơn 2 năm hẹn hò, bộ đôi quyền lực đã quyết định về chung một nhà vào đầu năm nay. Trong thời gian quen nhau, Hyun Bin cưng chiều Son Ye Jin hết mực, phá vỡ mọi quy chuẩn thường thấy khiến ai cũng ghen tị. Người hâm mộ cho rằng Son Ye Jin là nữ diễn viên rất chịu khó tương tác với fan cũng như giới truyền thông. Thường sau các sự kiện, chị đẹp sẽ nán lại chụp hình với người hâm mộ hoặc với các phóng viên khi được yêu cầu. Trong khi đó, tính cách của Hyun Bin lại hoàn toàn đối lập. Thế nhưng trong đợt quảng bá phim Cuộc đàm phán sinh tử, chỉ cần Son Ye Jin nán lại chụp hình với fan hoặc với giới truyền thông cũng đều có mặt của anh, bất chấp cả việc chụp dưới camera thường thiếu sáng. Chưa dừng lại ở đó, fan cũng soi được tính cách của Son Ye Jin là rất thích xài filter cho mỗi bức ảnh của cô trên Instagram. Và trong đợt quảng bá phim Cuộc đàm phán sinh tử, Hyun Bin cũng sẵn sàng xuất hiện cùng Son Ye Jin trong những bức ảnh ảo tung chảo. Đây chính là bằng chứng cho thấy Hyun Bin quả thật rất cưng chiều Son Ye Jin, chỉ cần nữ diễn viên thích là anh đều chiều theo ý.